Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà một trệt một lầu. Căn nhà này đang tọa lạc ở khu vực phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, cách chợ An Bình đâu đó tầm khoảng chừng 700-800 mét, chợ nổi cái găng rồi ha. Thì chủ đang có nhu cầu bán, thì căn nhà này mới 100%, nhà thiết kế một trệt một lầu, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, gian bếp. Thì có sân đậu xe phía trước. Nhà này trong hẻm 7, đường Trần Vĩnh Khiết, phường An Bình, quận Ninh Kiều, phố Cần Thơ. Thì nhà đang quay về hướng Đông Nam. Quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế căn nhà. Diện tích bề ngang là 5 x 13.4, thì 67 m², sử dụng một trệt một lầu là 120 m². Lộ giới trước nhà là lộ giới 2 m, có đường cống thoát nước đầy đủ hết ha. Đèn đường đầy đủ. Nhà thì gần ngã ba. Thì đây cái ngã ba đường này sẽ đi ra hẻm 6, đường Trần Vĩnh Khiết luôn. Hay là ra đường Hoàng Quốc Việt cũng được luôn. Bán kính trong vòng 500-800 m là đầy đủ tiện ích. Trường học trạm xá thì khoảng 600 m là tới trường học trạm xá. Thì đường hẻm 7 này đi vô một đoạn nữa thì nó cũng là hết đường ha. Chưa có thông. Thì nhà có cửa rào phía trước. Dạ, có xe, có sân đầu xe 2 bánh phía trước. Thì đây phía trước của căn nhà, diện tích bề ngang 5, chiều dài là 13. Thì căn nhà cũng rất là rộng rãi, thoải mái luôn. Thì mời quý cô chú anh chị em mình vô trong nhà tham quan trong nhà. Thì nhà này thiết kế thì cửa rào phía trước, cửa 4 cánh nhôm siêu pha kiến cường lực. Tiền thì dán đá granite màu đen như màu nâu đỏ ha. Cửa nhôm sifa màu đen. Trong nhà thì gạch lót là một gạch là bề ngang 6 tấc, chiều dài 1m2, gạch nền màu đá. Còn nếu gạch dán thì cũng là bề ngang 6 tấc, chiều dài 1m2 luôn. Dán gạch thì âm tường. Dưới trong phòng khách thì dưới dạ cầu thang có trưng bày để làm cái tủ trưng bày luôn ha. Thì nhà này thiết kế thì dưới tầng trệt thì một phòng khách và một gian bếp phía sau. Gian bếp thì rất là rộng rãi. Thì kệ bếp thì âm tường. Nhà này thiết kế một phòng khách, gian bếp thì dưới 2 phòng ngủ ở trên lầu, 2 nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh ở dưới dạ cầu thang, dưới tầng trệt. Cầu thang lan can thì thiết kế bằng gỗ bên, gắn kiến ha. Đó, gắn kiến là bảo vệ cầu thang. Nhà thì xài đồ cao cấp hết, có tặng cái máy nước nóng năng lượng mặt trời. Nhà trống, nhà mới 100%, có giấy phép xây dựng, pháp lý là sổ hồng, thổ cư, giấy phép xây dựng tạm nha. Thì ở dưới cũng màu gạch cũng giống nhau, trên như vậy luôn ha. Đi đường ống lạnh đồ sẵn hết trơn nhưng mà chưa có gắn máy lạnh. Cửa phòng cửa nhôm độc nha. Còn phòng toilet thì nó nằm ở góc sau mấy đây ha. Đi ra trước thì có một cái phòng ngủ ở trước, có lan can ở trước ha. Đây là cái phòng ngủ ở phía trước, có màn che cửa sổ đồ, rồi cửa chính luôn ha. Đó, thì đi ống lạnh điện đồ sẵn chưa. Nhà này thiết kế cũng đơn giản. Thì khu vực này nhà cửa rất là đông đúc luôn. Cách đường Trần Vĩnh Khiết đâu đó tầm khoảng 100 m là tới đường Trần Vĩnh Khiết. Còn chợ An Bình thì nó nằm góc bên đây ha, nằm góc xéo xéo bên đây. Còn ra đây là trường Nguyễn Việt Hồng, rồi trường Trần Ngọc Quế đồ sát bên đây hết. Khu này nhà cửa thì rất là đông luôn đó, nhà cửa kín mít hết trơn. Thì đường nhà thì gần ngang ngã ba. Đó, ngã ba thì xéo xéo bên đó ha. Đây đi quẹo bên đây là đường Trần Vĩnh Khiết bên đó ha. Ủa, hẻm 6 đi qua hẻm 6 và đi thông qua đường Hoàng Quốc Việt được luôn. Cách chợ An Bình chỉ có mấy trăm mét, 800 mét là tới chợ An Bình. Cách đường Hoàng Quốc Việt thì khoảng chừng 200 mét, cách đường Trần Vĩnh Khiết khoảng 100 mét. Một căn nhà thì mới, xài đồ cao cấp hết. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì liên hệ số điện thoại 0396 400040 sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi ha.
Khi vừa ý thì gặp chủ mình thương lượng mua bán. Giá dao động sở hữu căn nhà này là chỉ có 2 tỷ 690 triệu. Giá sở hữu là 2 tỷ 690 triệu sở hữu ngay. Thì để đóng cửa lại sẽ chạy từ cái vị trí nhà ra đường hẻm 7 của đường Trịnh Khá Khiết cho quý cô chú anh chị mình xem luôn ha. Thì hẻm 7 này lộ giới thì nó khoảng chừng 2 mét thì xe tải nhỏ thì cũng chở vật tư đồ vô được nha. Thì nếu mà có xe du lịch nhỏ nhỏ, taxi nhỏ nhỏ thì cũng đi vô cũng được luôn. Còn nếu không thì đi mép bên đường hẻm 6 đi vòng quanh đây thì cũng được luôn ha. Thì chạy từ vị trí nhà ra đầu hẻm 7 cho quý cô chú anh chị mình xem. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Thì giá 2 tỷ 690 sở hữu ngay, giá còn thương lượng, số điện thoại 0396 400040 thì sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi khi vừa ý gặp chỗ mình thương lượng mua bán nha. Đây là đầu hẻm 7 Trần Vĩnh Khiết, hướng tay trái thì đường Nguyễn Nhân Từ, hướng tay phải thì ra đường 3 tháng 2.